Ok, đã rất lâu và hôm nay mình sẽ gặp lại anh em trong một cái video mình đoán là nó sẽ rất thú vị. Và hôm nay mình sẽ làm một trải nghiệm bóc hộp và trên tay và có những cái đánh giá sơ bộ về một cái chiếc máy mà đã gây ra rất là nhiều cái tranh cãi cho anh em trong cộng đồng filmmaker, photographer hoặc là cộng đồng vlog TikTok thời gian vừa qua. Như đã thấy ở đây trên bàn thì mình sẽ hôm nay sẽ bóc hộp cho anh em coi về một chiếc ống khá đặc biệt. Nó là một chiếc ống 50 F0.95. Em thấy khủng không? Bình thường là 50 1.4, 50 1.2 là đã kinh lắm rồi. Nhưng hôm nay mình sẽ bóc hộp một em là 50 F0.95 anh em nhé. 50 F0.95. Quật luôn. Và em ống này là một em ống MF dành cho dòng crop. Ngoài ra, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay nó sẽ là em ZVE10. Đây là một cái máy ảnh mà đến thời điểm hiện tại trong khoảng loanh quanh một tuần trở lại đây thì mới có bản thương mại và trên tay. Và bây giờ mình sẽ bóc một em mới 100%. Đây nhá, đây là bản thương mại nhé. Đây là không phải bản của hãng, không phải bản demo gửi cho những reviewer. Bản demo thì anh em sẽ thấy là thường là cái ZVE10 này khá là hay. Bản demo được là gửi cho những reviewer nó sẽ có màu trắng. Còn lại toàn bộ bản thương mại ra thị trường sẽ có màu đen. Và video này thì sẽ không được tài trợ bởi Seven Assistant hoặc là Sony. Và khi mình lên cái video này cho anh em xem thì cũng không phải gửi cho họ để họ kiểm duyệt hay làm bất cứ thứ gì hết. Và video này là một cái đánh giá khách quan, một cái đánh giá trên tay nhanh để gửi tới anh em. Và video này được tài trợ duy nhất bởi Kiên Nguyễn và Máy Cũ Hà Nội. Nếu anh em quan tâm tới những sản phẩm này, muốn mua hàng thì có thể click vào trang web, mình sẽ để đường link dưới này, mayancuhanoi.com, để anh em có thể mua tận hưởng cái sản phẩm này. Mình sẽ đưa ra những cái nhận xét cá nhân, những cái góc nhìn cá nhân của mình về những ưu điểm và những nhược điểm, đặc biệt máy này sẽ phù hợp với ai. Ok, đến với bài bóc hộp ngày hôm nay. Sony ZVE10 Combo Kit kèm với chiếc ống 7 Artisan Sờ mới 100%, 50F0.95. Không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu mở hộp trên tay nhanh, ngay lập tức nha. Xoay quanh với em máy này thì đã có rất là nhiều tranh cãi, bởi vì hiện tại là trên kênh TikTok của bên Máy Cũ Hà Nội đã lên một cái video trên lưỡi của bạn Thắng Nguyễn. Thì bạn ấy trên lưỡi về chiếc máy này và có rất là nhiều cái ý kiến trái chiều về cái việc là ông đã cầm máy đâu mà ông đã nhận xét như thế, ông đã lọ chưa, ông đã kia chưa mà ông lại nói như thế. Đã thế mới gọi là trên lưỡi đúng không anh em? Còn hôm nay mình sẽ có phiên bản thực tế. Và chiếc máy này không chỉ đơn giản là bọn mình sẽ bóc hộp trải nghiệm chém gió về chiếc máy. Hôm nay sẽ không có bất cứ ai tấm ảnh nào trong cái video này nhá, bởi vì đây là chỉ là một bài bóc hộp đánh giá tổng quan, đánh giá nhanh về chiếc máy. Sau đó nếu các bạn quan tâm, mình sẽ có những cái bài trải nghiệm cực kỳ sâu. Và trải nghiệm chiếc máy này sẽ không phải cầm đi một buổi đâu, mình sẽ cầm trải nghiệm nhiều buổi và trải nghiệm rất nhiều cái tính năng mà anh em quan tâm. Thì cái tính năng đó nó có thực sự tốt không và nó sẽ phù hợp với ai? Nên đây là một chiếc máy rất là tranh cãi, mình sẽ bóc chiếc này ra. Trên thực tế là mình sẽ trải nghiệm ít nhất là chắc phải tầm 2 tuần đấy. Ok, không lằng nhằng và loằng ngoằng nữa, chúng ta sẽ đầu tiên bóc chiếc ống này ra xem nó sẽ có cái gì nhá. Đầu tiên với một chiếc ống là 7 Artisan này, và chiếc ống này sinh ra là dành cho dòng crop. Có khá là nhiều mao, và trên tay mình là phiên bản này, đương nhiên là sẽ là phiên bản E mao để mình sẽ cắm vào trải nghiệm trên chiếc ZVE1 này. Đương nhiên là mình sẽ có trên tay phiên bản của E mao để mình sẽ có thể trải nghiệm ngay chiếc ZVE10 này anh em nhé. Và nó có nhiều lắm, của Fuji, cái ống này có thể cắm cho ngàm F của Fuji, Kalon MSM hoặc một vài ngàm nữa, nhưng mà không cắm được full frame nhé, hoặc là cắm full frame thì anh em phải bật chế độ crop trên cái cảm biến full frame đó nha. Về cấu tạo thì nó sẽ có một cái vỏ hộp khá là quen thuộc. Nó giống với bọn vi chốc ấy, khá là giống, mình thấy thiết kế giống. Có một cái hướng dẫn sử dụng. Ở đây thì có tiếng Anh và tiếng Trung. Mình khá bất ngờ bởi vì cùng tình trạng như này, cũng là một chiếc ống MF và cũng là với tiêu cự 50 và cũng là khẩu độ F 0.9 nhé. Nếu cùng một chiếc ống như này là một chiếc ống lóc tiết của Leica thì nó sẽ có giá là 317 triệu anh em nhé. Nhưng ở đây chúng ta chỉ cần bỏ ra khoảng 5 củ khoai cho một chiếc ống mới 100%. Của Leica cũng là MF anh em nhé, chiếc ống này cũng là MF. Hộp nó sẽ có những chống sốc khá là chắc chắn.
mình nghĩ là thoải mái đấy. Ok, hộp cứng chắc chắn. Thì với chiếc ống MF thì cảm nhận đầu tiên là nó khá là nhỏ anh em nhé. Với một chiếc ống 50F0.95 nhưng mình đánh giá nó khá là nhỏ, nó sẽ chỉ tương đương với những chiếc ống kính 50.8 hoặc 50.4 của các cái dòng DSLR, hoặc nó chỉ tương đương với một chiếc ống 56F1.4 hoặc là 50OSS của dòng chính dòng Sony E hoặc là dòng Sigma 56F1.4 thôi nhá. Mình thấy là khá nhỏ gọn nhưng rất nặng. Thực sự thì mình cảm giác là nó sẽ nặng hơn hẳn, bởi vì có thể là cấu tạo từ thứ nhất là cái thấu kính siêu to khổng lồ, rất nhiều thấu kính siêu to khổng lồ. Bởi vì để đạt được một cái khẩu độ lên tới 0.95 này thì nó là một điều quá kinh khủng, quá quá kinh khủng. Mình không ngờ một cái hãng thứ ba mà không tên tuổi lắm như thế này họ có thể sản xuất được với một cái giá thành rẻ mà một cái khẩu độ lớn như vậy. Thì mình cũng thực sự là mình không kỳ vọng quá nhiều vào cái chất lượng hình ảnh của một chiếc ống 5 triệu mà khẩu độ lên tới 0.95. Nhưng mà có biết đâu bất ngờ, có thể chúng ta sẽ trải nghiệm trong bài. Đầu tiên là một cảm giác cực kỳ cầm nắm, cực kỳ chắc chắn. Thiết kế rất là đẹp anh em ạ. Thiết kế thì mình nghĩ là bọn này nó có khả năng là nó đang đi ăn trộm một phần thiết kế đến từ Leica và đến từ dòng Kansai. Thiết kế đẹp lắm. Đây, anh em thấy hai vòng. Nó sẽ ở trên này thì nó sẽ có hai vòng xoay chính. Đầu tiên là một vòng xoay khẩu độ trải dài từ 0.95 đến khẩu độ 16. Và khẩu độ trên chiếc lens này mình thấy là nó sẽ phù hợp với anh em quay phim, bởi vì trên chiếc lens này cái khẩu độ này khi xoay nó sẽ không có tiếng tạch 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 tạch. Như này thì đương nhiên là anh em chụp anh em sẽ khó cảm nhận, anh em sẽ phải nhìn và xem mình đang để khẩu mấy, nhưng mà với anh em quay phim thì rất sướng, khép khẩu không tiếng động. Vòng đi khẩu cũng khá dài, mình nghĩ là như này nó sẽ phù hợp với anh em quay phim hơn. Ví dụ như từ đoạn 0.95 xoay đến 1.4 rất dài, xong đến 2 rất dài đó. Về còn lại vòng thứ hai thì đương nhiên rồi, nó là vòng focus, vì chiếc lens này nó sẽ không phải là một chiếc lens zoom, vậy vậy nó không có vòng zoom. Cái thứ hai đây là một chiếc lens MF nên cấu tạo tương đối đơn giản, nó sẽ có phần thấu kính, phần lá khẩu cộng với phần vỏ thôi, phần cấu tạo thôi, chứ nó cũng không có hệ main mạch gì cả. Nhờ được cái là đầu to, đít to, to thề, to vãi trưởng luôn. Anh em nhớ nhá, đây là ngàm Sony E và là dành cho crop thôi, nhưng đi to vãi trưởng. Năm củ mình nghĩ là khá ok. Ok, thì chúng ta sẽ đến với cái bài trải nghiệm chi tiết em ống này trên tay, cụ thể có ảnh ít thì nó sẽ cụ thể hơn. Còn bài review chúng ta sẽ đi đến với nhân vật chính ngày hôm nay, đó chính là chiếc Sony ZV-E10. Sẽ mở hộp luôn và sẽ cắm thử và xem là cái combo nó có phù hợp hay không nhá. Ok, và đây là một con dao huyền thoại, con dao gia truyền nhà mình, được truyền lại từ đời mình. Quả dao xịn vãi trưởng. Đây nha anh em nhá, anh em có thể thấy nhá, được mua bằng tiền của mình và Mạnh Cũ Hà Nội để phân phối đến cho anh em. Không được tài trợ. Bao giờ mình được tài trợ ta? Mà được tài trợ liệu có vui không nhỉ? Liệu được tài trợ thì mình có những cái video nó có đánh giá tương đối chi tiết như này không? Và buồn cười nhất này, khi mà mình lấy mấy cái phiên bản này về phân phối, đặc biệt là đã có những cái máy được bởi vì giai đoạn trước là anh em được order mà đã có những chiếc máy được đóng và gửi đi, thì rất nhiều người bảo thế hôm trước mày vừa lên video trên lưỡi review mà chê con ZV-E10 xong, hôm nay mày lại bán. Đùa, không hiểu các bạn nghĩ gì. Cái việc ấy, một cái máy ra đời luôn sẽ có những ưu điểm và có nhược điểm. Cái việc của reviewer nếu được trả tiền họ rất ít dám chê hãng nó gõ cho ngay. Còn việc bên mình ấy là mình sẽ khen đúng, chê đúng. Như thế thì mới gọi là một cái reviewer độc lập. Còn cái việc ấy chắc chắn là ưu điểm nó sẽ dành cho một số nhóm người, nhược điểm nó cũng sẽ dành cho một số nhóm người. Ví dụ như các bạn đang xem cái video ngày hôm nay của mình bóc hộp này thì sẽ có chắc là sẽ phân ra thành hai nhóm để xem cái video này. Nhóm đầu tiên là các bạn đang sở hữu một chiếc máy ảnh, đặc biệt là các bạn đang sở hữu một chiếc máy ảnh dòng Sony, ví dụ như là dòng Sony A6000, 6003, 6004, 6005, hoặc các bạn đang sở hữu một chiếc Sony ZV-1. Là các bạn là mong muốn nhóm là có máy ảnh, là mong muốn xem cái video này để xem là mình mua có đúng không, và cái việc là mình mua 6004, 6005 hay là ZV-1 có bị hớ không.
và mình mua những chiếc máy đấy thì mình có lên lên đời chiếc ZVM10 này hay không. Còn lại một nhóm đối tượng thứ hai quan tâm và để xem cái video này, đây là các bạn đang muốn là xem là quan tâm tới một chiếc máy ảnh đầu tiên. Mua, các bạn mua một chiếc máy ảnh đầu tiên cho bản thân mình thì các bạn muốn mong muốn xem là cái chiếc ZVM10 này rẻ thế nhở, hợp lý thế nhở, có nhiều công nghệ đấy nhở, nhiều điểm yếu thế nhở, thì nó có hợp với mình không, thì nó có phải xứng đáng là cái chiếc máy ảnh đầu tiên dành cho mình hay không, để mình làm những công việc liên quan đến cái máy nhỏ gọn này. Chắc chắn các bạn là những người đang quan tâm đến cái việc mua máy dùng cá nhân là chính. Rất ít anh em chuyên nghiệp mua cái này, mua chuyên nghiệp mua này, cùng lắm backup mua cho vui. Bởi vì bản thân chiếc máy này sinh ra là một chiếc máy cực kỳ nhỏ gọn, tối ưu dành cho những người làm nội dung độc lập, đặc biệt là nội dung liên quan đến hình ảnh và video độc lập, dành cho những vlogger, tiktoker, youtuber, hoặc là dùng cho cái việc đi du lịch, chụp con cái, chụp gia đình, chụp đại khái là mục đích cá nhân, nó sẽ phù hợp hơn. Quá nhiều công nghệ dưới 20 củ. Thôi, bóc nào. Rạch siêu. Đợt này thì cũng không có kiểu editor với lại quay phim xịn ấy, thành ra mấy cảnh rạch siêu này trước 6.000 mốt mình rạch lém các kiểu nhìn hay. Ê giày ơi, bán bao nhiêu cái máy rạch, bao nhiêu cái siêu, nhưng lần nào phá tem cũng là sướng nhất anh em ạ, sướng. Phá máy của mình ấy, phá tem máy của khách đều sướng như nhau. Ok, đầu tiên thì đương nhiên là chúng ta sẽ có một đống sách vở lòng mề, và đây là một bản chính hãng nên chúng ta sẽ có một cái giấy của Sony để hướng dẫn chính sách bảo hành rồi các thứ. Và bên mình có thể kích hoạt trực tiếp bảo hành cho anh em cứ yên tâm nhé. Có rất là nhiều giấy tờ bằng tiếng Anh, bằng tiếng Việt. Thôi, cái này không quan trọng, chúng ta bỏ sang một bên. Chúng ta đi đến với nhân vật chính thôi. Máy nào chả thế anh em nhỉ, máy nào mới nó chả thế. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ đi những cái phụ kiện lặt vặt trước nhá. Chúng ta sẽ có một cái nhúm lông. Cái nhúm lông này thì đã từng xuất hiện trên đời của ZV1. Nó sẽ che vào và lọc âm, lọc gió, lọc rủng, linh tinh. Cái này thì hôm sau bài chi tiết trên tay mình sẽ test về cái này. Cái này trông vậy thôi, khá hữu ích ấy. Một vài cái dây. Thực sự thì lần nào mở những cái hộp này ra nó cũng có một vài cái dây này và thầu hết rồi, anh em ở Việt Nam thường vứt đi. Đây là những cái sợi dây sạc rất là xịn, nhưng mà dùng ở bên Nhật hoặc ở các bên khác thì nó sẽ tiện hơn. Những cái chân cắm sạc nó sẽ giúp ổn định nguồn điện bởi vì nó có cầu chì, cầu đây, thường anh em ở Việt Nam sẽ dùng cái này, mình hay dùng cái sợi cơ bản như này. Như thường lệ chúng ta sẽ có một cái dây đeo. Dây đeo này khá nhỏ, của cái dòng Sony bé xíu thì phải. Đấy, dây đeo Sony xếp đẹp đẹp tí nha. Giống các reviewer khác. Chúng ta sẽ có một cục sạc. Cục sạc này thì khá là thú vị vì phiên bản này chúng ta lại gặp lại một cái cục sạc dài như thế này. Một cục pin. Pin FW50. Cái này thì một lát nữa thì mình sẽ nhận xét chi tiết về cục pin cũng như lỗ thẻ nhớ trên máy luôn nhé. Pin này quá quen thuộc, ra đời quá lâu rồi. Thực ra mình kỳ vọng hơn là một cục pin mới hoặc một cục pin to hơn. Đây. Đây là một cái sự đổi mới ở trên chiếc máy này. Chúng ta sẽ có một cái dây Type-C. Rồi đến với nhân vật chính. Nhưng mà nếu bạn nào quan tâm tới body riêng và không muốn lấy kit thì bên mình sẵn sàng có thể bóc hộp, rạch hộp cho các anh em xem, sau đó bỏ kit ra, sau đó chỉ chuyển cho anh em thân máy, lấy kèm một ống tốt hơn nhá. Cái này thoải mái thôi. Điều buồn cười nhất đến với chiếc Sony ZV-E10 này, mình không hiểu tại sao đặt tên là ZV xong E10. Thì có thể đây là một cái lối tiếp của cái dòng ZV-1, sau đó thì họ muốn đặt thành ZV để nó tái cấu trúc cái dòng này, nhưng mà tại sao không phải là ZV-10, ZV-2, ZV-1, cũng có thể đến từ cái việc ZV-1 nó là một chiếc máy ảnh ống kính liền cảm biến 1 inch, sau đó sang ZV-E10 ống kính rời cảm biến crop APS-C, khá là lạ. Nhưng mà mình thấy cái tên này